Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News vậy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Trước những câu hỏi của khán giả về việc huấn luyện viên Park Hang-seo có bị cách ly khi mà quay trở lại Việt Nam sau khi tiếp xúc từ vùng dịch trở về hay không, thì mới đây đại diện phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có câu trả lời gửi đến truyền thông. Vào 22 giờ 15 phút tối ngày hôm qua 23 tháng 2, huấn luyện viên Park Hang-seo và vợ đã trở lại Việt Nam sau quãng thời gian nghỉ dài ở Hàn Quốc. Hai ông bà đều được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt tại sân bay Nội Bài. Họ đều vượt qua các vòng kiểm tra và nhập cảnh thành công. Thủ tục kiểm tra y tế dành cho chú chó cưng của vợ chồng ông Park phức tạp hơn. Sau khi kiểm tra thì ông Park ra xe, từ chối các đề nghị phỏng vấn và trở về VFF. Sự trở lại của ông Park được quan tâm đặc biệt vì quê nhà của ông ở Hàn Quốc nằm trong vùng dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội. Chính vì vậy mà nhiều ý kiến lo ngại rằng vị chiến lược gia này cần cách ly để theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, với những phản hồi từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thì người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm. Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết, thực ra ông Park và vợ đã vượt qua kiểm tra y tế tại sân bay. Nếu có bất kỳ vấn đề gì bất thường thì ông ấy đã không được nhập cảnh. Tại Hàn Quốc, việc chống dịch cũng đang rất quyết liệt. Thế nên nếu họ chấp thuận để hành khách lên máy bay, sức khỏe cần phải đảm bảo. Về phía các trợ lý của ông Park thì họ đều đã sang Việt Nam từ sớm khi vùng dịch COVID-19 chưa bùng phát tại Hàn Quốc. VFF sẽ tiếp tục theo dõi tình hình huấn luyện viên trưởng và sẽ tuân thủ theo các biện pháp hướng dẫn nếu có từ địa phương. Bên cạnh đó, ông Lê Hoài Anh cũng khẳng định huấn luyện viên Park sẽ trở lại làm việc bình thường vào 25 tháng 2, bắt đầu bằng cuộc họp với lãnh đạo VFF về kế hoạch của đội tuyển quốc gia trong năm 2020. Trước mắt là trận đấu gặp Malaysia vào ngày 31 tháng 3 tới. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày nhé.